vào Lâm Đồng lập nghiệp từ năm 15 tuổi với nhiều nghề nghiệp khác nhau, nhưng ngọn lửa đam mê sáng chế không bao giờ tắt đi trong ông Đặng Văn Bảy ở xã Hòa Ninh, huyện Di Linh. Chứng kiến nỗi vất vả của những người nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đã thôi thúc ông làm ra những chiếc máy có thể hỗ trợ nông dân bớt đi vất vả. Chiếc máy đầu tiên được ông Bảy cho ra đời là loại cuối chà vỏ cà phê, được cải tiến so với những sản phẩm bán trên thị trường để phù hợp với lối sản xuất của nông dân nơi đây. Năm 2000, ông Bảy thành lập cơ sở cơ khí Toàn Thắng và lần lượt cho ra đời nhiều loại máy móc được thiết kế từ những vật liệu đơn giản rẻ tiền như máy dập lưới gia cốc, máy bơm nước chuyên dùng cho tưới cà phê, máy phân loại cà phê và mới đây nhất là loại máy sấy cà phê không khói. Sáng kiến đạt giải nhì trong hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng năm 2015. Trong cái thực tế người ta còn đang phải dùng bằng đốt trực tiếp thì trong đó là thải CO2, L2, S2 rồi thì kể cả là khí như magie hay là phốt pho đều trực tiếp vào những cái nông sản không thông chế được nó. Thế thì bây giờ là tôi phải nghiên cứu ra một cái loại máy sấy mới nhất, hầu như là dùng cái công nghệ sinh khối này đầu tiên của nước ta để áp dụng vào sấy nông sản. Khi áp dụng vào cái máy sấy nông sản này ấy, thì nó có rất hay là khi vào là nó làm cho cái trái cà phê hay là nông sản nó không biến dạng. Một là không biến dạng, hai nữa là không bị kém chất lượng. Hàng năm, cơ sở cơ khí Toàn Thắng bán trên 2.000 sản phẩm các loại thông qua trên 150 đại lý phân phối. Thị trường không chỉ ở Lâm Đồng mà hiện nay sản phẩm cơ khí Toàn Thắng đã vươn ra các tỉnh trong nhiều cà phê như Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông, Bình Phước, v.v. Thành công lớn nhất của nhà sáng chế chỉ mới học đến hết lớp 4 này không chỉ dừng lại ở việc thỏa niềm đam mê, mà quan trọng hơn hết, ông đã phần nào giúp những người nông dân tiết kiệm công lao động, đồng thời nâng cao chất lượng nông sản mà chủ yếu là cà phê. Là người đầu tiên tôi sử dụng cái máy sấy của anh Bảy thì nói chung là tôi thấy thì nó được cái thứ nhất là nó không khói, nó đảm bảo cho môi trường. Thứ hai là nó cũng tiện lợi nhiều thứ, cái lượng điện của nó cũng tiêu thụ ít. Rồi so với phơi thì nói chung thì đỡ hơn nhiều. Ông Đặng Văn Bảy thì thực chất là một cái người nông dân thôi, nhưng mà lại rất đam mê về cái sáng chế ra những cái máy nông cụ, gọi là cơ khí ấy, máy cơ khí. Đấy, thì đứng về góc độ khoa học mà nói thì rất khuyến khích những cái sáng tạo như vậy. Bởi những cái sáng tạo như thế nó đáp ứng được cái yêu cầu sản xuất trong nông dân ở tỉnh ta, mà cũng như ở các địa phương khác. Chúng tôi được biết là rất nhiều máy của ông đã được bán sang Đắk Nông, rồi bán xuống Ninh Thuận, Bình Thuận. Đấy. Thì như vậy là rất đáng khuyến khích. Nguồn gốc của sự sáng tạo không ở đâu xa, mà xuất phát từ những yêu cầu phát sinh trong cuộc sống thường ngày. Giá trị của mỗi phát minh sáng chế không nằm ở chỗ ai là người phát minh ra chúng, mà do chính giá trị thực tiễn của phát minh ấy mang đến cho đời sống con người. Cũng vì thế mà ông Đặng Văn Bảy đã trở thành kỹ sư của lòng dân, một kỹ sư không cần bằng cấp, nhưng lại có những phát minh thiết thực và hiệu quả cho đời sống và sản xuất, xứng đáng là một tấm gương thi đua yêu nước trong xã hội hiện nay. Việt Nam hiện đứng thứ 18 trên tổng số 20 nước có người dùng Internet lớn nhất thế giới. Đặc biệt, tỷ lệ người chưa thành niên sử dụng ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, có đến trên 60% trẻ em truy cập mạng chỉ để tán gẫu và chơi game. Thậm chí có những học sinh còn trở nên nghiện sử dụng mạng xã hội.